Chào quý ông bà cô bác và anh chị. Hôm nay một cái nguồn năng lượng mới đến cho quý ông bà cô bác và anh chị. Chúc quý bạn đọc của chương trình Dân ta phải biết luật ta vạn sự bình yên. Hôm nay tôi sẽ đưa một cái đề tài nó tương đối mới một chút xíu các bạn ạ. Đó là đính chính thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đặc cấp theo quy định mới của luật đất đai năm 2013. Thưa với quý ông bà, cô bác và anh chị, tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu, văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi nhận được trên một cái phương tiện thông tin đại chúng một cái tin nhắn là như thế này. Chị ơi, em xem nguyên cả ngày video của chị, hôm nay mới thấy được số điện thoại của chị. Thì bí quyết để thấy được số điện thoại của tôi dễ lắm các bạn. Các bạn chỉ cần đánh trên search ở trên cái Google luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu hoặc luật sư Thu Đoàn, hoặc bất kỳ dưới một cái video nào đó, các bạn sẽ thấy của luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu với cái số điện thoại là 0903 392 861. Nhớ nha, luật sư cũng rất là bận công việc, cho nên nếu các bạn cần, các bạn cứ nhắn tin. Và nếu trong trường hợp các bạn có nhu cầu trả phí thì tôi sẽ hẹn một cái lịch hẹn cố định, để lúc đó sẽ toàn tâm toàn trí để tư vấn cho vụ việc của các bạn. Hôm nay chúng ta đặt một cái giả thuyết là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chúng ta cất trong tủ, và mở ra, bây giờ muốn bán, mở ra phát hiện giấy tờ sai. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chúng ta cất ở trong tủ, bây giờ mở ra tính đi thế chấp ngân hàng thì phát hiện hết thời hạn. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chúng ta đem đi để hoàn công căn nhà thì lại phát hiện cái số thửa nó sai. Ngay chính bản thân tôi cũng vậy các bạn ạ. Ngay chính bản thân tôi, khi tôi mua bán nhà đất, tôi tên của tôi là Đoàn Thị Thiên Thanh Thu. Về kiểm tra lại, Đoàn Thị Thiên Thanh, ủa sao mất tiêu cái tên chữ Thu rồi? Chứng minh nhân dân đúng. Và tôi lập tức phản hồi tới cái cơ quan văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Gì kỳ vậy? Tên là tên Đoàn Thị Thiên Thanh Thu, sao lại là tên Đoàn Thị Thiên Thanh? Các bạn ạ, đó là một số sai sót trong cái hành chính và có luật quy định. Và luật này quy định như thế nào, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích các bạn ha. Điều 106 đính chính thu hồi giấy chứng nhận đã cấp. Thì trong vấn đề này nó có hai cái vấn đề. Thứ nhất là đính chính, thứ hai là thu hồi. Hy vọng rằng là tôi sẽ giới thiệu cho các bạn vừa đính chính vừa thu hồi. Và trong một video lần khác tôi sẽ nói về các cái trường hợp thu hồi các bạn ha. Một, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính giấy chứng nhận đã cấp sai sót trong các trường hợp sau đây. Ví dụ như Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai cái tên lót, cái tên văn thành canh tên vân, thì chính Sở Tài nguyên Môi trường, cái cơ quan cấp đó sẽ là cơ quan đính chính. Ví dụ như Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi cấp thiếu cái chữ Thu Đoàn Thị Thiên Thanh thôi, thì chính Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi sẽ là người đính chính cái chữ Thu vào cái trang. Cách đính chính như thế nào các bạn? Dễ lắm. Cách đính chính nai sửa cái chữ vân thành chữ văn, nai thêm chữ Thu và đóng dấu mộc là xong, gọi là đính chính các bạn ạ. Trong trường hợp này có hai trường hợp các bạn ạ. Có sai sót thông tin về tên gọi, hồi nãy vừa nói đó các bạn ạ. Sai sót, sai tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sai tên là Đoàn Thị Thiên Thanh thành Đoàn Thị Thiên Thanh Thu, sai chữ ló văn thành chữ vân. Có một số người còn sai cả chứng minh nhân dân. Thì đâu có vấn đề gì đâu các bạn. Nếu các bạn cảm thấy sai sót
thì chúng ta sẽ thông báo phản hồi lại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để được đính chính lại. Giấy tờ pháp nhân, nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất. Làm nhiều các bạn ạ. Ví dụ như trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó là tổ 1, ấp 2, xã Phước Vĩnh An chẳng hạn, thì là tổ 5, ấp 2, xã Phước Vĩnh An. Như vậy thì đính chính sai về cái địa chỉ thửa đất các bạn ạ. Thì như vậy đính chính khi chúng ta phát hiện hoặc cái cơ quan mà cấp giấy phát hiện thì kịp thời sửa sai. Chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó. Thông thường thì trong cái nghề làm dịch vụ giấy tờ nhà đất thì mình là tổ chức chuyên nghiệp, cho nên sau khi mà làm cái sang tên đăng bộ qua cho bất cứ một cái cá nhân nào thì tôi thường kiểm lại thông tin về họ và tên, chứng minh nhân dân, địa chỉ, số tờ, số thửa, tờ bản đồ. Đó là một trong những kỹ năng của cái nghề chuyên nghiệp các bạn ạ. Tôi đọc lại vấn đề này cho các bạn thêm một lần nữa nha. Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người đó. Có sai sót về thông tin thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ đăng ký kê khai tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận. Tôi đọc lại cho quý bạn đọc thêm một lần nữa. Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ đăng ký kê khai tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký kê khai kiểm tra xác nhận. Thì các bạn biết không, cái thông tin thửa đất nó chỉ có 3 thông tin. Thứ nhất là diện tích đất, thứ hai là số thửa, tờ bản đồ và tọa lạc ở một nơi nào đó. Thì một trong 4 những cái điều kiện đó vẫn có những cái sai các bạn ạ. Mà cái sai nhiều nhất, mà cái sai dễ nhất đó là cái sai về số thửa. Tôi kể cho các bạn nghe, có trường hợp vị khách hàng của tôi, ông bảo với tôi rằng là cô Thu, tôi có một cái giấy này. Tôi bảo hình như trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nãy tôi coi trên cái sổ bản đồ địa chính của thị trấn mình thấy sai chú. Chú bảo làm gì sai được, tôi làm mà sai. Các bạn ạ, thì thông thường chúng ta sẽ liệt kê như thế này. Đây là thửa số 1, tiếp tới là thửa số 2 và tiếp tới là thửa số 3. Thì do có một cái sự nhầm lẫn, nói chung là làm con người mà chứ đâu phải computer đâu, thì họ đã cấp một cái thửa đất của ông khách hàng của tôi là thửa số 2 và thửa liền kề cũng là thửa số 2. Có gì đâu, sau khi phát hiện ra thì chúng ta chỉnh lý lại thôi, đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ tiếp tục qua cái việc nhà nước thu hồi giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp sau đây. Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên giấy chứng nhận đã cấp. Thì cái thông thường cái này thì nằm trong cái quyết định hành chính thu hồi đất. Thu hồi do lý do N, lý do 101 lý do. Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp. Trước đây tôi có cái giấy sổ trắng, hôm nay tôi đổi qua sổ đỏ, thì nhà nước thu hồi lại cái sổ trắng này. Người sử dụng đất, người chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất. Tôi mua miếng đất các bạn, mà ông này ông đi thế chấp nhiều lắm, rồi ông chuyển tới lần của tôi á, là tới lần thứ 10 rồi, hết chỗ rồi, cho nên cấp đổi lại giấy mới các bạn ha. Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp
không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất và nguồn gốc đất sử dụng theo quy định của luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp giấy chứng nhận đó đã thực hiện quyền chuyển sử dụng đất và quyền sở hữu gắn liền với đất theo quy định của đất đai. Nhiều lý do thu hồi lắm các bạn ạ. Ba mẹ khai thác quản lý sử dụng, trong quá trình khai thác quản lý sử dụng, ba mẹ lớn tuổi, người con đăng ký kê khai và được cấp giấy. Sau khi có khiếu nại của ba mẹ, thu hồi lại giấy. Các bạn ạ, không đúng đối tượng, không đúng diện tích đất sử dụng. Có những trường hợp các bạn biết không, chỉ một thửa đất này mà cấp hai sổ, dẫn đến trường hợp chỉ có 1.000 diện tích thôi mà được cấp ở sổ của ông A và cấp ở sổ ông B. Hai chỉ có một. Và nhà nước sau khi phát hiện hoặc chính những người tranh chấp phát hiện thì nhà nước đã ban hành cái quyết định thu hồi một trong hai giấy. Các bạn ạ, thưa quý ông bà, cô bác và anh chị, với ước mong trao cái kiến thức thực chất đến cho quý ông bà, cô bác và anh chị, tôi cũng mong muốn đưa cái kiến thức này đến tận tay người dân. Tùy theo cái mức hiểu biết của chúng ta có thể hiểu được kiến thức pháp luật của luật sư Thu Đoàn trao tặng. Chúng ta sẽ thỏa thuận rất là rõ những cái gì mà luật sư Thu Đoàn tư vấn trên mạng là những gì mà luật sư Thu Đoàn tư vấn miễn phí. Còn những gì các bạn cần đến luật sư Thu Đoàn thì chúng ta sẽ trả phí với cái trí tuệ, với cái kinh nghiệm, với cái kỹ năng tư vấn của luật sư Thu Đoàn. Cảm ơn quý bạn đọc. Xin chúc quý vị và các bạn một ngày đầy năng lượng. Xin cảm ơn.